Xin chào, lại là Trường và Mark One đây. Chúng ta đã xem rất nhiều video đánh giá về những chiếc MacBook rồi. Máy nào cũng ngon, máy nào cũng đẹp, máy nào cũng đáng để mua. Vậy thì làm sao chúng ta chọn được một chiếc máy phù hợp nhất, ưng ý nhất để cho chúng ta sử dụng đúng không? Vậy thì ngày hôm nay mình sẽ lên video về top 3 chiếc máy đáng mua nhất cho đối tượng phổ thông và chiếm đa số ở trong những người lựa chọn MacBook, đó là học sinh sinh viên này và đối tượng văn phòng. Vậy thì 3 chiếc máy đó là những chiếc máy nào? Bắt đầu ở video ngay nhá. Rồi, mình đã giới thiệu về rất nhiều các dòng sản phẩm MacBook rồi. Mọi người có thể xem lại ở trên web này xem nó là những chiếc máy nào và liệu những chiếc máy các bạn có thể chọn ở trong đây có chiếc máy nào phù hợp với mình không? Và để xem là chiếc máy đó có nằm trong top 3 ngày hôm nay không nhá. Đầu tiên, chiếc máy rất hot ở thời điểm hiện tại. Tại sao lại hot? Nó hot bởi vì hiệu năng rất mạnh này, giá cực rẻ này, có rất nhiều màu sắc để lựa chọn. Chiếc máy nào thì chắc mọi người cũng biết rồi, MacBook Air 2020 chip M1. MacBook Air 2020 chip M1 thực sự là một sản phẩm được quan tâm rất là nhiều ngay tại thời điểm hiện tại khi mà đã có những chiếc máy M2. Lý do tại sao thì mình đã nói như ở bên trên, giá thành rẻ này, hiệu năng cao này, rất nhiều màu sắc để cho mọi người lựa chọn. Nói về hiệu năng trước đi, MacBook Air M1 thời điểm hiện tại vẫn đang xử lý được tất cả các công việc cho mọi người, từ công việc văn phòng đến cả làm đồ họa 2D, chỉnh sửa ảnh, tất cả mọi thứ đều làm rất ngon. Nó chỉ thấp hơn MacBook Air M2 ở phần khoản hiệu năng khoảng 18-20%. Như những cái đánh giá thực tế của mình ngay cả những trải nghiệm ở cửa hàng cho khách hàng nhá, thì MacBook Air M1 khi mà xử lý kể cả về các cái tác vụ Photoshop hay là Illustrator chẳng hạn, đây là hai tác vụ thực ra là dùng cho dòng Pro thì hợp lý hơn, nhưng mà MacBook Air nó vẫn cân được rất là thoải mái, đặc biệt là những cái hình ảnh ở trong Illustrator. Hôm trước mình có gặp một khách hàng, họ có một cái file rất là nặng nhưng mà nó vẫn xử lý cực kỳ mượt mà, không phải lo lắng về bất kỳ vấn đề gì ở trên MacBook Air M1 cả. Vậy thì còn đối tượng học sinh sinh viên thì sao? Đối tượng học sinh sinh viên thì tất cả các công việc của họ thì gần như không có gì đáng kể, chỉ là về nhập liệu học tập này, hay là dùng để xem bài giảng, nhập các cái thông tin ở trên lớp. Như thế thì chiếc MacBook Air chắc chắn là sẽ rất phù hợp rồi, chỉ trừ cho những bạn nào học về công nghệ thông tin này, học về những cái gì mà cần cái hiệu năng nó chuyên sâu hơn, làm về thiết kế 3D chẳng hạn, đó thì những đối tượng này sẽ không cần đến MacBook Air M1 đâu. Nhưng nói chung với cái mức giá thời điểm hiện tại khi mà mình đang lên video này chỉ là 19 triệu thôi mà chúng ta có được một chiếc máy nguyên siêu bảo hành 12 tháng chính hãng tại Apple, cùng với đó là một hiệu năng mà cần tất cả mọi thứ trong công việc văn phòng và làm việc ở trên trường học, thì tại sao chúng ta không lựa chọn MacBook Air M1 đúng không? Về pin của MacBook Air cuối năm 2020 thì sao? Pin của nó như mình nói với chiếc máy box siêu ấy thì nó sẽ rơi vào khoảng 10 đến 11 tiếng, một thời lượng pin cực kỳ ấn tượng đúng không? Và những chiếc máy Lightning của M1 thì sao? Kể cả về Lightning, pin cũng phải rơi ít nhất là đến 8 tiếng hoặc là lâu hơn một chút. Đấy, như thế thì mọi người có thể mang đi học, đi làm từ sáng đến tận chiều về nhà vẫn sử dụng thoải mái. Nên là không bao giờ phải dùng MacBook Air nhẹ nhàng phải mang đến phủ sạc cả, không bao giờ phải lo luôn. Chiếc máy thứ hai mình muốn nói đến đó là MacBook Air M2. Chiếc máy này thì có gì đáng mua nhỉ? MacBook Air M2 đáng mua bởi vì nó đã lột xác hoàn toàn thiết kế. Mọi người có thể nhìn sang MacBook Pro đi, MacBook Pro M1, MacBook Pro M2 không khác gì nhau cả, y hệt. Như ở MacBook Air M1 lên MacBook Air M2, nó lại lột xác về thiết kế khi mà có thêm tai thỏ này, có thêm sạc MagSafe 3 và thay đổi thêm về màu sắc nữa. Cái thiết kế của con MacBook Air M2 này nó rất là hao hao và có thể nói là nó dựa vào thiết kế của Pro 2021, một mẫu MacBook mà nó cực kỳ chuyên nghiệp và cũng có một cái mức giá rất là cao. Vì vậy nên khi mà sở hữu một chiếc MacBook Air M2, mọi người sẽ cảm thấy một cái cảm giác rất là khác, rất là sang trọng và cảm giác rất là mới lạ luôn. Nói về hiệu năng ở trên MacBook Air M2, nói làm gì nữa nhỉ? MacBook Air M1 nó quá mạnh rồi thì MacBook Air M2 chả có gì để nói cả. Đúng, MacBook Air M2 đến thời điểm này với mức giá khoảng 26 triệu là thuộc trong những cái dòng sản phẩm khá là cao cấp. Và đúng với cái mức giá của nó, từ những công việc Excel, văn phòng, nhập liệu rất là nhiều, những cái data sheet rất là nhiều thông tin, mọi người cũng thể nhập ở đây không hề có một hiện tượng giật lag nào. Không chỉ thế nữa, những cái cải tiến nho nhỏ, nói là nhỏ thôi nhưng mà nó cũng rất là hữu ích khi mà cam của MacBook Air M2 lên 1080p này, cho một cái trải nghiệm hình ảnh sắc nét hơn khi mà chúng ta họp hành video này, hay là kể cả sống ảo qua cái cam của MacBook Air M2 cũng rất là tốt. Cùng với đó, sạc MagSafe quay trở lại trên MacBook Air M2 cũng là điểm khá là thú vị ở trên chiếc máy này. Ngày trước khi mà mình dùng cái MagSafe 2 ở trên Air 2017 mình rất là thích cái cảm giác mà đưa cái sạc vào xong nhấc lên rất là nhẹ nhàng, chứ không phải tháo rút bằng cổng Type-C. Cái này là một điểm rất hay mà mình khá là thích ở trên sạc MagSafe, và đến bây giờ 2022 nó đã quay trở lại với cái thiết kế sạc nó mới hơn, cùng với đó là có thêm dây bọc dù nữa để chống đứt
nó sẽ hơn hẳn cái đời Mazep 2 trước. Như vậy đánh đổi 26 triệu mọi người sẽ có được một cái thiết kế hoàn toàn mới để chúng ta có thể thể hiện bản thân chẳng hạn này. Cùng với đó sẽ có thêm những cái trải nghiệm cực kỳ là thú vị mà mọi người nên sở hữu ngay chiếc MacBook Air M2 để trải nghiệm cho tốt nhá. Một điểm yếu mà mình cần phải lưu ý đến mọi người trên chiếc MacBook Air M2 đó là cái tốc độ đọc SSD ở trên MacBook Air M2 chậm hơn MacBook Air M1. Video này mình đã lên rồi. Và nhưng mà mọi người không phải lo đâu, bởi vì cơ bản khi mà mình đặt hai chiếc máy cạnh nhau, MacBook Air M1, MacBook Air M2 thì mình mới thấy được cái sự khác nhau giữa cái việc đọc ổ cứng SSD này ra thôi. Còn khi mà làm việc ý, nó không mang lại cho mình bất kỳ một cái sự gì gọi là khó chịu hay là bị dễ già mất thời gian đâu. Mọi người yên tâm cho chiếc MacBook Air M2 này nhá. Một số đánh giá mình xem ở trên mạng nó sẽ rơi vào khoảng 16 đến 17 tiếng, nhưng mà không đến đâu. Chỉ được mỗi 12 đến 14 tiếng thôi. 12 đến 14 tiếng nói là chỉ, nhưng mà đó là cũng là một cái thời lượng pin khá là kinh khủng cho một chiếc laptop rồi đấy. Vậy nên chẳng có gì phải lo lắng cho chiếc MacBook Air M2 này cả khi mọi người mang đi làm việc. Không bao giờ phải nghĩ đến sạc, giống như M1 luôn. Lúc nãy thì mình có nói về M1 và M2 rất nhiều về sức mạnh này, thiết kế này, rồi pin này. Đấy, rất nhiều những thứ như thế. Nhưng mà mình chưa nói đến RAM và SSD. RAM và SSD cũng là một điều khá là quan trọng ở trên một chiếc máy. Ví dụ như là ở bản M2 đi. M2 mình có nói là 26 triệu. Đó là bản 8256, bản base. Còn nếu mọi người muốn lên ít nhất là 16256 thì mọi người sẽ phải bỏ thêm một số tiền khá khá, lên khoảng 32-33 triệu cho một chiếc máy thêm 16GB RAM. Vậy thì nếu như mọi người cần xử lý đa nhiệm nhiều này, lưu trữ nhiều này, thì giải pháp là gì? Khi mà rõ ràng lên M2 những cái bản cao hơn giá đã rất là cao rồi, mà lên 16-52 phải gần 40 triệu. Với bản Pro 2020 13 inch, chip Core i5 mình đang so sánh ở đây, nó sẽ là bản 16GB RAM và 512 SSD, một cái phiên bản mà xử lý đa nhiệm rất là tốt này. Cùng với đó là thêm 512 SSD để lưu trữ cực kỳ thoải mái luôn, cho mọi người sử dụng lâu dài được. Tại sao chúng ta lại không cân nhắc chiếc máy này nhỉ? Mình biết rõ ràng là trên những cái chiếc chip Intel thì máy sẽ nóng hơn rất nhiều so với cả M1. Nhưng mà MacBook Pro mà nó có quạt tản nhiệt thì tại sao chúng ta phải lo về vấn đề nhiệt độ, đúng không? Vậy thì MacBook Pro 2020 cũng là một sự lựa chọn rất là tốt. Cùng với đó, khi mà các bạn lựa chọn bản máy này, nó cũng không thay đổi thiết kế gì so với cả Pro M1 hay là kể cả Pro M2 luôn. Thiết kế vẫn y chang như vậy. Chúng ta sẽ không có cảm giác bị lỗi thời khi mà lựa chọn chiếc máy này. Dù mình biết là khi mà lựa chọn một chiếc MacBook thì rõ ràng mọi người không chỉ quan tâm hiệu năng mà còn phải về cái vẻ đẹp của nó nữa. Vậy thì Pro 2020 không khác gì so với cả cái bản đời sau, thì tại sao chúng ta không lựa chọn nó, đúng không? Về thời lượng pin của chiếc máy Pro đầu năm 2020 thì sao? Nó cũng không có gì quá ấn tượng ở trong dòng sản phẩm MacBook cả, bởi vì cơ bản thì đây là một chiếc máy dùng chip Intel, vì vậy nên là pin của nó sẽ rơi vào khoảng 6-7 tiếng, nhưng mà chỉ không ấn tượng so với cả những chiếc MacBook thôi. Còn lại trên thị trường thì 6-7 tiếng dùng thì cũng thật sự là một cái gì đấy cũng kinh khủng đấy. Ok, vậy là mình đã xong top 3 chiếc máy đáng mua nhất cho học sinh, sinh viên và dân văn phòng. Mọi người thấy 3 chiếc máy này có hợp lý không? Hãy để lại ý kiến bên dưới với comment nhá. Cùng với đó, nếu thấy những chiếc máy nào ok hơn, hợp lý hơn thì cũng có thể chia sẻ với mọi người ở phần comment. Nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một nút like, một đăng ký kênh cho kênh YouTube của Mac One, và hãy đón xem những video mới hơn của bọn mình để tìm hiểu thêm về MacBook nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.